Xin chào các bạn, mình là Admin Thắng đến từ máy của Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao để có thể kết nối Wi-Fi từ một chiếc máy ảnh sang một chiếc điện thoại này nhé. Ok, chúng ta cùng đến với video thôi. Vâng, để có thể kết nối Wi-Fi từ chiếc máy ảnh Canon M50 này sang chiếc điện thoại của bạn thì đầu tiên chúng ta cầm cái app tên là Camera Connect. Thì mình sẽ để tên cũng như để hình nó ở đây nhé. Cái app này thì mọi người thể dễ dàng tải về ở trên Apple Store nếu mọi người đang dùng iPhone, còn dùng Android thì mà có thể dễ dàng tải trên CH Play thôi. Và sau khi tải xong thì các bạn bấm vào phần cài đặt máy trước nhé. Thì chúng ta có nhiều cách vào Wi-Fi. Cách đầu tiên chúng ta bấm nút menu này, đó, vào cái phần màu vàng này, Play màu vàng này, OK này. Đấy, nó sẽ có cái phần ngay ở phần số 1 này, nó sẽ có thiết lập giao tiếp không dây này, đó. Thiết lập Wi-Fi này, đó, có rất nhiều cái. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút nút ở bên cạnh máy này, đó, để tắt bật Wi-Fi lên. Nhưng mà với những bạn mà lần đầu tiên sử dụng Wi-Fi cũng như lần đầu tiên mua máy về thì mình khuyên các bạn nên dùng vào nút menu này, đó, chúng ta bấm vào đây, đó, thì nó sẽ có nhiều cài đặt hơn, nó sẽ chi tiết hơn. Đầu tiên khi các bạn cần cài đặt Wi-Fi, chúng ta cần xóa hết những cái cài đặt cũ đi thì việc kết nối mình sẽ dễ dàng hơn. Đó, chúng ta bấm vào phần bỏ thiết lập này. Đó, OK này. Máy sẽ xóa hết những cái dữ liệu cũ đi để chúng ta có thể cài đặt lại từ đầu. Các bạn lại phần thiết lập Wi-Fi này. Các bạn bật nó lên này. OK này. Chúng ta ở đây có thể đặt tên tùy ý nhá. Tiếp vào bấm OK tiếp này. OK này, đó, thì đây nó sẽ hiện lên rất nhiều chữ cũng như thông số, thì mình sẽ đi từng cái một nhé. Đầu tiên là kết nối NFC, chúng ta bật này, mật khẩu thì các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập, hai là không có. Lịch sử kết nối hiện hay không, tự động gửi ảnh tới máy tính, gửi điện thoại sau khi chụp, đó, tùy nhé, cái này sẽ có khá cái. Những cái này thì mình không khuyến khích là bật lắm bởi vì nó khá bất tiện, bởi vì nó sẽ rất là tốn dung lượng như mình. Thì tùy sở thích mỗi người nhé, có thể bật hay là tắt những cái sau. OK, bắt đầu kết nối chúng ta bấm vào cái phần chức năng Wi-Fi này. Đó, nó sẽ có phần kết nối ngay điện thoại này, các bạn OK luôn. Tiếp theo đăng ký thiết bị để kết nối này. Đó, bạn nào mà dùng iOS thì ấn iOS, bạn nào dùng Android ấn Android nhé. OK tiếp này. Đó, bây giờ các bạn sẽ mở điện thoại mình lên. Các bạn vào phần Wi-Fi và các bạn kết nối với cái địa chỉ Wi-Fi này. Đó, các bạn kết nối với địa chỉ Wi-Fi này. Ở dưới nó sẽ có mật khẩu của máy. Đây, EOFM50 đây. Chúng ta bấm vào và chúng ta nhập mật khẩu của máy vào. 625. Cái này thì tùy máy nó sẽ ra một mật khẩu tự động khác nhau nhé. Đó, lập tức cái màn hình của máy sẽ chuyển trạng thái. Và chúng ta sẽ vào cái app mà ban đầu mình bảo nhé. Ở trên này thì sau khi các bạn đã bỏ qua những cái bước đầu khi cài đặt vào app, thì chúng ta sẽ hiện lên một cái là camera EOS M50. Đó, nó sẽ khớp nhau từ địa chỉ MAC address đến nickname vào đấy. Và chúng ta chỉ cần bấm vào cái camera EOS M50 thôi. Đó, bấm OK ở trên máy ảnh để nó xác nhận là các bạn đồng ý kết nối. Đó, với Wi-Fi ở máy thì chúng ta sẽ có hai tính năng chính. Tính năng đầu tiên đó chính là cái lấy ảnh. Đó, thì các bạn có thể bấm vào import để lấy ảnh về. Thì nó sẽ có hai định dạng, một là reduce. Định dạng này thì nó sẽ là định dạng tốn ít dung lượng hơn nhưng chất lượng ảnh sẽ bị giảm. Đó, định dạng hai đó chính là original size, có là các bạn sẽ tải nguyên cái chất lượng ảnh về nhưng mà bù lại thì sẽ tốn dung lượng hơn và sẽ cái phần tải về nó sẽ lâu hơn. Đó, lập tức ảnh của bạn sẽ được chuyển vào album ảnh. Tiếp theo đó chính là phần điều khiển máy ảnh bằng điện thoại, thì nó sẽ tên là Remote Live View Shooting. Các bạn bấm vào đây. Ở đây thì các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh lấy nét ở đâu thì nó sẽ lấy nét đấy cho các bạn.
điều chỉnh khẩu độ tốc độ ISO ở trên này được luôn. Nói chung là gần như các bạn điều chỉnh được hết ở trên ngoài Wi-Fi này. Rất hữu dụng khi các bạn muốn chụp ảnh mà không có ai ở đấy để có thể chụp tự chụp mình hay là tự quay phim thì có thể điều chỉnh bằng cái này hết. Đó, quay phim cũng được luôn nhá. Đấy, mình có thể quay phim luôn đây. Đó, một cái tính năng cực kỳ hữu dụng. Tiếp theo có một cái tính năng nữa là chính là Auto Transfer. Cái này có là tự động truyền ảnh về điện thoại nếu các bạn muốn chụp xong. Cái này thì mình không khuyến khích bật bởi vì nhiều lúc nó rất là tốn dung lượng và nó bất tiện bởi vì bản thân cái con Canon 1050 này nó chuyển ảnh nhanh rồi mà. Khi các bạn muốn ngắt kết nối thì các bạn bấm dấu X ở đây. Yes, là nó sẽ tự động ngắt kết nối đi. Và sau khi lần đầu tiên các bạn kết nối với máy ảnh Canon 1050 rồi thì nó sẽ tự lưu cho các bạn cái địa chỉ điện thoại này rồi. Và khi từ lần sau các bạn vào, các bạn chỉ cần bấm một cái nút bên cạnh này này. Đó, nó sẽ lập tức hiện lên cái iPhone của bạn luôn, các bạn bấm vào. Đó, và các bạn lại vào lại cái Wi-Fi đấy. Là máy lập tức sẽ kết nối luôn cho các bạn. Đó, mà không cần phải bấm OK, OK gì cả, xác nhận gì cả. Rất là dễ thôi. Chỉ mất lần đầu tiên nó hơi lằng nhằng thôi, còn đâu những từ lần sau rất là dễ dàng. Vừa rồi là video hướng dẫn cách kết nối Wi-Fi từ chiếc máy ảnh sang điện thoại. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy để lại một like, một subscribe cho chúng mình nhé. Ngoài ra, về những cái mà hướng dẫn sử dụng máy ảnh liên quan đến sử dụng máy thì các bạn thể vào danh sách phát hướng dẫn sử dụng máy ảnh của kênh Máy Ảnh Quân Nội để có thể tìm hiểu thêm nhé. Đó các bạn.